选呢？Chạy xe cái kiểu gì kỳ vậy? Kiểu gì là kiểu gì? Tôi là người bị đụng mà. Tao có bóp kèn từ xa, tại mày không tránh đứng đây la làng. Ê, mày đừng có nói càng, chạy ẩu còn nói la làng là sao? Quần áo tao rách tính sao, lỗ mấy chục triệu biết đào đâu ra. Về nhà mà hỏi mẹ cha, tự nhiên đi hỏi người ta, thứ khùng. Tam hô nhất lé nhì lùng, tao khùng còn đỡ, vừa lùng vừa hô. Thứ mày vừa cậu vừa cô, tao ghét mấy thứ cậu cô lưng chừng. Máu điên tao nổi phừng phừng, mày còn nói nữa thì đừng trách tao. Tôi vô đây tôi ngồi từ 8 giờ tới bây giờ đó. Công ty gì mà lá lùng vậy hả? Vắng quen như chùa Bà Đanh vậy hả? Hai cái đứa kia đâu? Sếp, sếp cứ bình tĩnh đi sếp. Chắc là mọi người đang trên đường chạy tới á sếp. Ủa, em đã nhắc nhở em gọi điện cho người ta chưa? Công việc của em là vậy mà. Dạ, hồi sáng giờ em có nhắn Facebook quá trời luôn á. Mà chắc là tại công ty mình bị cắt mạng rồi. Sao lấy 3G xài? Dạ, em hết tiền luôn rồi. Già giá giá cốt của chăm bộ già giá giá. Điên hả? Tự nhiên đứng đó hát điên, đang làm thơ ngõ tự nhiên hát khùng. Mày nói nữa, tao đánh giữa đường, còn muốn giải quyết lên phường với tao. Trời ơi, mày đừng ở đó hù tao, lên phường thì báo để tao đi hầu. Mày đừng ở đó tào lao, tao đây không rảnh làm thơ nữa mày. Ờ, tao không làm thơ nữa mày, nói chuyện như cũ, còn mày tính sao? Thù này tao để kiếp sau, hôm nay không được có 10 năm vẫn chờ. Tao đây sẽ đứng đợi mày, đầu thai tao cũng kiếm mày cho ra. Hôm nay tao phải đi xa, tao đây không rảnh đôi co với mày. Ừ. Leo leo xe đã hết xăng. Hết xăng là gì? Là hết xăng á. Leo leo xe đã hết xăng, cho mày dắt bộ rụng răng sói đầu. Mày còn không đẩy phụ tao, đứng đó chơi chọc tao đây tủ thần. Tủ thần là tuổi gì? Là tuổi thân á. Nói chuyện y như tâm thần, xe mình thì phải tự thân vận động. Vận động là gì? Là vận động á, tao đây không thích dài dòng, bỏ mày ở lại giữa đồng quạnh hiu. Đi làm gì có ăn lương mà, đâu có đi làm chùa đúng không? Vậy tại sao mà công ty á, mở cửa từ lúc mấy giờ? Từ lúc 7 giờ, mà bây giờ 9 giờ mới có mặt là lý do gì? Dạ em đi ăn phở. Mày nút từng cọng phở hay sao vậy mà ăn một tô phở 2 tiếng đồng hồ, ăn ở đâu? Em thích bò Củ Chi nhưng mà cái chi nhánh Củ Chi nó quá xa, nên em đi cái chi nhánh 2 mới mở ở Bình Dương. Mày đi vô, tháng mày trừ lương đó. Dạ dạ. Lý do gì mà mày ăn xong mày không mua một tô về, mày đưa lên đây mày đập cái tô phở đó vô mặt tao là khỏi trừ lương, là khỏi sorry đúng không? Sếp, sếp cho em chuộc lỗi đi. Mày ghi vô đi, ghi vô. Nó thiếu tao một tô bò Củ Chi. Rồi bây giờ cái thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Em vô nè sếp ơi. Sếp ơi, em vô rồi sếp. Dạ em xin lỗi, em xin lỗi sếp. Nè Tư Hồng, em đừng có đưa cái bộ mặt sầu thảm của em, ánh mắt buồn da diết để mà chị mũi lòng chị xót thương. Không có đâu nha, không có đâu. Không có đâu chị. Chị ơi, hồi sáng này em ra đường em không coi ngày á chị. Không coi ngày cho nên nó bị em hủy hư xe nè, bể bánh xe nè. Rồi em bị bà bánh tráng mà lôi lại nè, bị ABCD đúng không? Ủa sao chị biết hay vậy? Trời ơi cái sách này quá cũ rồi em, mà em có một lý do gì mà nó khác hơn được không? Không chị, bữa nay em bị thiệt. Oan ức cho em lắm chị ơi. Tung 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 tung. Cái gì vậy? Đánh trống kêu oan. Ồ, vậy là bữa nay oan ức. Bữa nay mới là thật, còn mấy bữa trước là giả hết đúng không? Dạ. Đi vô, trừ lương luôn. Trừ nhiều hơn bé này, 2/3 lương luôn. Chị, tôi mời cậu ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một nhân viên mới sẽ gia nhập công ty của mình. Thêm một nhân viên mới là tốn tiền chi phí vậy sếp? Nhận thêm về đang cạnh tranh lành mạnh. Có đông người đâm chọt, thù chém rồi thù hằn nhau thì cái việc nó mới lòi ra. Tụi em hiểu không? Bây giờ chị đổi cái plan công ty mình là như vậy đó nha. Dạ. Ủa sếp, rồi cái người nhân viên mới đâu rồi sếp? Người ta tới từ nãy giờ, nhưng mà rất là tội nghiệp, đang ở trong toilet thay đồ. Ôi, sáng sớm đến công ty mình á, bị cái thằng nào nó tông xe tan nát rách hết đồ luôn, rồi bỏ chạy một nước, không đoái hoài tới nhỏ. Xui quá chị, xui luôn thiệt á. Mới sáng sớm mà đi làm công ty mà bị như vậy thiệt á. Đó gọi là gặp cô hồn các đảng, gặp em là em tát sấp mặt luôn. Bởi vì em nói thiệt chị, mấy cái thứ mà sáng sớm ra đường mà đụng người ta đó, vô công ty cũng bị đuổi việc ra. Chị Hồng ơi, em có thể vào được không chị? Vào đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em chào chị, em chào mọi người. Dạ. Chắc em bị đuổi việc quá chị ơi. Ừ, quen nhau hả? Sáng ra tao đã gặp mày,
bây giờ gặp tiếp ở đây nữa nè. Nửa nè giờ tính sao? Tính sao cũng được, đánh nhau không mày? Đánh hả? Đánh thì đánh thôi. Trời ơi, giờ mày cởi đồ, cởi đồ mày mời tao ăn mày hả? Ăn được hả? Ăn được hả? Tao không thèm ăn mày. Nè. Gì vậy? Mấy người thấy rõ ràng tôi ngồi chính giữa đúng không? Tôi ngồi chính giữa, sau lưng tôi á là logo công ty đúng không? Là mấy người biết tôi là gì đây rồi đúng không? Dạ. Coi tôi không ra gì vậy? Hả? Vụ gì? Dạ. Biết nhau hả? Dạ đây là cái người trụng xe em đó chị. Sai lỗi của mày mà đi không cẩn thận. Lỗi tại mày. Tại mày ra mày đi mắt nhắm mắt mở mày không chịu nhìn tao. Mày đi gấp gáp. Đuổi lượt luôn á. Mày chưa có vô mà mày đã bị trừ lương. Mày, tao nói mày à. Dạ. Trừ lương đi, cấn luôn cái tô phở bò qua được không? Vui vẻ chưa? Thì phải bắt tay nhau. Cái tiêu chí của công ty tôi á, mới vô chưa biết đúng không? Dạ. Ghét nhau thù nhau ở trong ruột, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải cười nói sởi lởi, tay bắt mặt mừng. Ủa chị, sao chị dạy tụi em cách sống giả tạo vậy? Kệ tao đi, bắt tay nhau. Nguyệt nối dây tơ hồng, phọt ra cái thả thính là dính đó. À, bạn nối dây này á, bây giờ bạn sẽ làm cái việc như là gọi là điều tra khách hàng nè, tiếp nhận khách hàng nè, moi móc rồi tìm hiểu, nói chung là tươi móc khách hàng để lôi về đây cho công ty của mình. Ủa chị, mấy cái đó trước giờ là do em làm mà. Nhưng mà thôi được rồi, nhìn cái mặt u sầu của mày đó là chị kèm có được. Cho nên bây giờ á, chị muốn công bằng đúng không? Chị sẽ làm cho các em tâm phục khẩu phục. Ai là người có nhiều khách hàng nhất đem về công ty, người đó sẽ được làm leader. Dạ. Dạ. Chị nói sao thì em nghe vậy.